Ok, chào mình em trở lại channel của anh Minh Kiều nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại món chính của cái con game này, đó chính là trận đấu. Úi rồi, đã vào tuần mới rồi anh em ạ. Chính thức lại vào tuần mới này, confirm này. Hết chiêu mạng giờ rồi, tôi quên mất. Đúng rồi đấy, hết chiêu mạng giờ nhá. Hôm nay sẽ gửi đến cho em trận đấu của Thủy Sư Cựu, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku nhá anh em nhá. Cực kỳ hay nè, cực kỳ hấp dẫn nè. Nhưng mà món ngon của chúng ta hôm nay cũng chỉ là được khoảng tầm 6-70% thôi, vì trận đấu thực sự vẫn chưa diễn ra anh em ạ. Thực sự trận đấu đỉnh cao của Alone và Silencer vẫn chưa diễn ra. Thế nó mới kinh. Nhưng mà hôm nay là sẽ có quả kèo của Soulbin Hoàng Sơn lên cho anh em xem nhá. Quả kèo của người chơi Soulbin Hoàng Sơn cho anh em xem nào. Ok, clip này khá dài nên tôi không luyên thuyên cái nhiệm vụ nhiệm vẹo gì nữa cả. Bây giờ sẽ là trận đấu Minh Kiều chính thức là bị tím đứt xích rồi anh em ạ. Đứt xích bởi người anh em Leo rồi. Thì hôm nay là bây giờ tôi sẽ gửi đến cho anh em trận đấu của Silencer trước này. Silencer vs Isanovic anh em này, Isanovic này. Đấy nhá, Isanovic team chính có 6.650.000 thôi. Vẫn chưa thực sự là đối thủ của Silencer anh em ạ. Silencer để team phụ 1 là 7.810.000 và team phụ 2 là 8.270.000 này anh em ơi. Gáp kết hợp với Sengoku luôn nhá. Có cả anh Jajimbe nhưng mà chúng ta chưa nhìn thấy sự xuất hiện của anh Jajimbe. Được chưa? Ok. Không để làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng vào xem ngay trận đấu này. Team của anh Jai Silencer ở bên tay trái màn nhỏ của chúng ta, còn team của em Jai Isanovic bên tay phải màn nhỏ chúng ta nhá. Anh em thấy trận đấu cũng hay thì cho Minh Kiều xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ anh Kiều nhá. Một like và đăng ký kênh của anh em hoàn toàn miễn phí. Anh giúp đỡ cho Minh Kiều làm động lực ra rất nhiều clip hay hơn cho anh em xem nhá. Cảm ơn anh em cực kỳ nhiều luôn. Anh em nhớ like trước khi xem, phải like ngay cho Minh Kiều nhá. Cảm ơn anh em. Úi giời ơi, gáp đấm như này đi. Anh không phải quân gáp đấm, úi giời ơi, hồi sinh à. Hồi sinh này, một vả Kaido. Anh em xem clip cố gắng không lên tour, vì chúng ta phải phân tích từng tí một các chất tướng, dù cùi dù khủng, thì chúng ta mới rút kết ra cho kinh nghiệm mình, kinh nghiệm bản thân mình những trận đấu tiếp theo anh em nhá. Ở trong PvP đấu trường thế giới thì chúng ta mới ngày càng hoàn thiện kỹ năng bản thân mình được. Ok chưa? Và đây là anh Dài kinh cự này. Kinh ngự, kinh hỏa hoạn. Anh Dài Shiki và người chơi Silencer không bao giờ ép Shiki lên 11 sao ạ. Tôi không hiểu tại sao nữa. Tôi không hiểu tại sao nữa anh em ạ. Silencer phải nói là một là nó là kích nạp, hai là nó quá giàu. Mà tình hình là bị đồn là kích nạp là khá cao anh em ạ. Mà không sao, kích nạp không quan trọng anh em này. Quan trọng là có những cái cỏ kèo hay cho chúng ta xem là ổn. Úi dồi, kinh nó vào trạng thái nha. Đấy anh em nhìn chưa, kinh đang vào trạng thái miễn né tránh 100% nhá. Khi nó thực hiện hành động thì nó mới giải cái trạng thái đấy. Ok chưa? Chính vì thế nếu như con Perona ở server Việt Nam kết thúc mà nhà phát hành ra con kinh thì phải nói là nó vẫn rất khỏe anh em nhá. Anh em VIP vẫn nên cứ nên lấy kinh là bình thường. Nếu mà thực sự là thừa tiền chúng ta nên lấy kinh, còn nếu không được thì chúng ta nên dồn lại hết vào cho Jungler đây. Team chính của Isanovic đây anh em ơi. Sở hữu team meta có bố, có Ryukyu, có Siriu mưa, của siêu tướng Young Rally. Và của em dài của Wanomaku chưa có kỹ năng SP anh em nhá. Và lời khuyên cho anh em nông dân này, chúng ta chơi Wanomaku không cần phải ép kỹ năng SP làm gì cả. Chúng ta chỉ cần 11 sao là quá ổn cho Wanomaku rồi anh em nhá. Còn đâu chúng ta nên dồn lại toàn bộ lực để cho Young Rally sau này sắp ra, được chưa? Nếu mà theo như tình trạng ở Việt Nam nhảy tướng như này thì tỷ lệ ra Young Rally là cực kỳ nhanh này. Để xem cái con tướng tiếp theo ra là con gì. Úi dồi ôi, 11 triệu 2 này. Đây đang thua hơn 1 triệu lực chiến này anh em nhá. Team bên phải của Isanovic thua team bên trái của Silencer là hơn 1 triệu lực chiến này. Team phụ của Silencer đấy. Anh em nhìn Young Rally đánh team chưa? Nhưng mà anh em nhìn biết vì sao à? Biết vì sao Young Rally còn một máu không? Vì ăn phản sát thương đấy anh em ạ. Rồi là ăn phản sát thương, chắc chắn là một trong năm tướng của Silencer đã ép phản sát thương. Bố 4 triệu này. Một trong năm tướng vừa rồi của Silencer đã ép phản sát thương và Young Rally gần chết anh em ạ. Kinh thật sự. Không biết đã mất cái nội tại vua bóng tối của mình chưa. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, CD nó chém kìa. Đây là thua 1 triệu lực chiến đấy nhá. Tôi nhấn mạnh lại là thua 1 triệu lực chiến. Toác luôn. Đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng trận đấu của Thủy Sư Đô Đốc, cựu Thủy Sư Đô Đốc Sengoku anh em ạ. 8 triệu lực chiến bên tay trái, còn đâu bên tay phải là 6.600.000 lực chiến từ Isanovic.
Để xem ui giời ơi, để xem bị nổ ao này. Xem sàn Vic của mình nổ ao này. Một like và một đăng ký kênh cho mình cần nào anh em. Anh em đăng ký và like kênh cho mình cần là sẽ có rất nhiều kèo đấu hay và hấp dẫn, thậm chí là cái event sau này cho anh em nhá. Sengoku chiều 1. Úi giời ơi, búp tượng Phật vàng này. Tôi nhớ không nhầm là Sengoku có một lần hồi sinh và có 3 chiêu ăn cắp anh em ạ. Hai đây là đúng là 3 one cup gặp nhau này. Bên kia có một Ryukyu ăn cắp, còn bên này có một Ryukyu ăn cắp và một Sengoku đi ăn cắp anh em ạ. Các đôi đấp ăn cắp gặp nhau trong trận này nhá. Quá hay. Nhưng mà Nika sẽ dẹp hết không? 4 triệu năm mà vẫn không đau lắm nhỉ. Hơn tầm gần 2 triệu lục chiến mà cũng không đau lắm này. Một đấm 3 triệu 2. Phải nói là team của Isanovic khỏe phết anh em ạ. Đây là hơn gần 2 triệu lục chiến đấy. 3 triệu 1 này. Young Willy này. Chúng ta chuẩn bị xem. Ui 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 ui. Tái hiện trận tổng bộ hải quân anh em ơi. Vừa rồi là pha ulti của thủy sư đô đốc kêu cựu thủy sư đô đốc Sengoku anh em ạ. Quá đẹp. Ui dồi, hiệu ứng rồi. Tôi nổi hết cả da gà rồi anh em ơi. Không biết anh em xem clip thế nào, tôi nổi hết cả da gà rồi nhá. Nổi hết cả da gà da vịt rồi. Phải nói quá khỏe đến từ cựu thủy sư đô đốc Sengoku anh em ạ. Kinh thật sự đấy. Ui dồi, chiêu 3 này. Đẹp chưa, hóa Phật này. Ui trái Zoan thần thoại này. Ui liên kích này. Ui đấm này. Ui dồi ôi. Anh em nhìn lớp giáp chưa? Vẫn là Sengoku ạ. Giáp quá dày luôn. Tuy đó là tướng sát thương, nhưng mà đợt này làm lại Sengoku là tướng sát thương, nhưng mà tại khả năng tanh nó vẫn quá khủng anh em ạ. Mình phải nói là con Sengoku là cực kỳ đáng chơi luôn đấy. Thật sự đam to à. Sát thương à, tanh trâu mà cũng có hồi sinh. Con cắp nữa. Kinh thật sự ấy. Đây còn chưa có úp công của ta nhá. Ui giời ơi, Yang Lily vẫn cực khủng anh em ạ, sát thương kìa. Sát thương của Yang Lily anh em kìa, 8 triệu 4 ạ. Ui giời, 5 triệu 3 này. Một đấm. Phản kích à. Ô, Sengoku cũng có cả phản kích nữa. Vừa rồi có phản kích nhỉ, hay tôi nhìn nhầm nhỉ? Một vuốt lại 8 triệu 3. Ui, Nika đau thế. Ui giời. Vẫn là Nika anh tìm nhỉ, 25 triệu đến từ Nika này. Thủy sư đô đốc Sengoku mới là 12 triệu 710 nghìn thôi này. Ok. Chúng ta cùng đi xem tiếp kèo đấu của Soobin Hoàng Sơn anh em nhá. Ok anh em, chúng ta cùng đến với trận đấu của Soobin Hoàng Sơn nào anh em ơi. Đến với trận đấu của Soobin Hoàng Sơn nhá. Hiện tại là Minh Cần đã đột nhập và thành công vào máy chủ 311 của Soobin Hoàng Sơn anh em ạ. Đây nhá, Soobin Hoàng Sơn cho anh em nhá. Được chưa? Thì đây. Ở cái cụm 311 này đua top cực kỳ kinh rồi, nó hết top rồi, hết top nhận top rồi. Đây. Hôm qua quên cho anh em xem đấy, đua top kinh khủng lắm anh em ạ. Đô đốc quan thủy sư đô đốc, cựu thủy sư đô đốc Sengoku này, QB này, người chơi Pharaoh này anh em ơi. Hôm nay sẽ gửi anh em trận đấu của Pharaoh và Baron nha. Pharaoh và Baron này, ông nào đây? Ba con. Đây, trận chung kết sớm của Ba con và Soobin Hoàng Sơn anh em ạ. Soobin Hoàng Sơn lần đầu lên kênh của Minh Kiều cho anh em nha. Soobin Hoàng Sơn sở hữu đội hình là 8.350.000 sát thương, là team chính anh em nhá. Team rất giống team của Minh Kiều luôn, khác mỗi con Luffy Gear 4 thôi. Mình là mình chơi con gì nhỉ? Con Edward Review anh em ạ. Có đại tỷ sở hữu đại tỷ Robin nữa này, nhưng mà chưa có kỹ năng SP nhá. 5 6 8. Còn đây người chơi Baron anh em này. Baron này cũng là khá khủng này, nhưng mà team phụ hơi cùi. Team chính có 6.210.000 sát thương thôi, nhưng mà sở hữu con thủy sư đô đốc Sengoku gần mắc kỹ năng SP anh em nhá. Cái quả keo vừa nãy của quả keo vừa nãy của ông Silencer thì cũng điểm kỹ năng SP thì cũng ngang ngang fail như này thôi anh em ạ. Đây để xem con Sengoku của Baron ép cái gì này. Địa chấn này, xung kích này, ok tốc độ này, đặc xá này thì sát thương vẫn hơi yếu, nhưng mà nếu mà ép như thế này ấy, thì con Sengoku này cực kỳ trâu anh em nhé, cực kỳ trâu. Nhưng mà mình nghĩ là ép như này là chuẩn hơn đấy, vì vẫn ông vừa có trâu vừa có thủ này, vừa có trâu vừa có công nhá. Xuyên thấu là chơi full bộ hiệu mặt trời và tăng đam này, được chưa? Tăng full đam chỉ có một xíu gọi là tốc độ thôi, thế mà cho gáp lên đây. Cho gáp lên thành Luffy này, rồi gáp kết hợp với cả Sengoku không, ok. Chúng ta cùng vào xem trận đấu này. À chúng ta trước khi vào để xem trận đấu, chúng ta cùng xem qua xem Soobin Hoàng Sơn anh lên đồ như nào anh em ạ. Young Willy này. Ui giời, mất mỗi một phần trăm máu hơi dị nhá. Cuồng nộ này. Ép đồ hơi dị nha anh Hoàng Sơn nhá. Ui giời ơi. Shiki này.
Xuyên thấu ở Siki này thì tạm ổn, Siki này thì tạm ổn. Chơi full bộ lãnh đạo thần bí, ok. Full công, chơi khá giống mình đấy. Robin, ok. Chúng ta cùng xem luôn trận đấu này anh em ơi. Quá sốt ruột rồi. Anh dài Hoàng Sơn của chúng ta ở bên tay trái màn hình nhỏ, anh em còn đâu. Em dài Baron ở bên tay phải màn hình nhỏ nhá. Team phụ của em dài Baron hơi yếu này. Nhưng quan trọng sở hữu kỹ thủy siêu đúng không? Gần mắc kỹ năng FP à. Quả kèo quá ngon. Enduo. Anh em thấy video của anh Kiều làm quá hay thì cho anh Kiều xin một like và một đăng ký kênh nhá. Để ủng hộ anh Kiều, cảm ơn anh em cực kỳ nhiều luôn. Úi dồi ôi, một chém. Review. Một đấm này, skin. Vẫn là skin. Đây nhá. Team phụ 2 của Baron đây anh em ơi. Quá tởm luôn. Một like cho Dragon Kaido nào. Một like video clip cho Dragon Kaido nào. Úi dồi, 1 triệu rưỡi đau phết nhỉ. Úi giời, Fujitora với trái tạo trọng lực trong Block Fruit này. Chúng ta được chuẩn bị trượt chiêm ngưỡng trái Human thức tỉnh. Được chưa? Trái Human thức tỉnh ở trong con game kho báu truyền thuyết. Úi dồi, Kaido. Kaido chúng ta hình chất lượng nhé. Rồi, 4 triệu 2 này. Úi giời ơi. Thiên thạch à. Úi giời. Inseki. Inseki tiếng Nhật là thiên thạch anh em ạ. Úi giời ơi. Toàn. Này thì team 1 của Hoàng Sơn Sobin này. Đây, team phụ 2 của Sobin này. Sở hữu đại tỷ Robin và người chơi Catwalk CP0 anh em ạ. Một like và một đăng ký kênh cho anh CP0 và đại tỷ Robin nữa anh em ơi. Quá kinh khủng tạo luôn. 2 triệu rưỡi này. 1 triệu 3 này. Ủa, Uta vẫn đẹp như ngày nào anh em ạ. Chị gái Uta của chúng ta vẫn đẹp như ngày nào. Để xem có thằng nào bị bất động bởi nội tại của Uta chưa. Utoa, Utoa, Nomi. James Flu đến từ đại tỷ. Sở hữu kỹ năng to, tròn, trắng nhất trong tất cả các game của One Piece anh em ơi. Anh em còn phát hiện là ai có kỹ năng to, tròn, trắng hơn đại tỷ Robin, tôi đố anh em tìm được luôn. Không bao giờ có một con nào trong cái chuyện One Piece sở hữu bộ kỹ năng to, tròn, trắng giống như đại tỷ Robin của chúng ta đâu anh em ạ. Còn dài nữa chứ, úi giời ơi, một vạn. Đây, cựu thủy sư đô đốc Sengoku đây anh em ơi, anh hùng siêu siêu anh hùng hải quân đây. Anh em nhìn nhớ vừa vào game đã có một bộ giáp cực dày rồi, đúng chất của Sengoku luôn này. Này làm lại tướng tanh thế này hời cho Sengoku quá. Ui dồi, chưa 1-2 triệu mốt nhá. Đây là còn thua được chiến đấy nhá. Team chính của Baron thua được chiến team phụ của Sobin Hoàng Sơn đấy anh em ạ. Ui dồi, Sengoku đấm quả 2 triệu mốt kìa, đau thế nhỉ. Đấy nhá, Sengoku đợt này tạo hình quá lỗi game anh em ạ. Thật sự là có Sengoku lần này làm quá lỗi game, cần giảm sức mạnh gấp. Vì sao? Nó vừa trâu, nó vừa khỏe, đam lại khủng nữa. Giáp 1 tấn này thì ai đánh nó anh em. Vừa vào giáp 1 tấn này. Úi dồi, đấm cả ngày không mất giáp kìa. Úi giáp kìa. Đây nhá, Yang Heli ulti là 8 triệu 4 ạ, dã man thế nhỉ. Phản kích này. Liên kích từ chú dài Yang Heli này, 3 triệu 6 này, hơn 11 triệu này, 12. Úi dồi, từ từ nhá. Ui, hóa tượng Phật vàng anh em ơi, 4 triệu 3 liên kích. Ui, đẹp thế. Đẹp thế anh em ơi, một like và đăng ký kênh cho quả ulti của Phật vàng lại đến bố này. Hai huyền thoại trong một trận đấu ạ. Hai huyền thoại trong một trận đấu ạ. Ui giời ơi, bên đội bạn không kịp làm gì cả. Úi trời, hai gõ của bố này đi luôn này. Tại thì nó bin vô sinh chết ngay lập tức này. Và đây đến từ Gear 4 này. Rồi ôi. Chất lượng thế nhỉ. Tiếc gì một like một đăng ký kênh cho quả kèo chất lượng như này anh em ơi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cái quả ulti nó đẹp như này. Đẹp như Sengoku anh em ạ. Phải nói là Sengoku của chúng ta quá khỏe luôn. Thế là chúng ta lại còn ở xem ở Việt Nam chúng ta lại cần phải tích vé để chơi Sengoku anh em ạ. So với bố nhá thì mình thấy Sengoku đáng chơi hơn rất nhiều luôn. Có hồi sinh một lần, giáp châu thủ châu. Sát thương khỏe, được chưa? Này còn có cả ăn cắp nữa.
Đây người ta gọi là trái búp hà. Búp hà trong Black Fruit anh em ạ, thức tỉnh đấy. Được chưa? Thức tỉnh phải gọi bằng cụ luôn. Trái Phật tổ của anh em đấy. Được chưa? Trái Phật tổ của Sengoku này là hàng real nhá, không phải hàng fake như trong mấy cái game khác đâu. Đây hàng real luôn nhá, hàng mua bản quyền đấy. Hàng real luôn. Người ta tầm này chỉ dễ chết thôi, ok. Gây bất động cho thủy sư đô đốc Sengoku rồi, nhưng nhá, cái round này đã hết. Người ta đi sau thực sự phế. Ừ ta mà không đi trước là gần như là phế đấy. Ừ ta. Đây nhá, chúng ta lần đầu tiên được chiêm ngưỡng team chính của Soobin Hoàng Sơn ở trên kênh của anh Minh Kiều nhá. Một like một đăng ký kênh nào. Một like một đăng ký kênh cho, để cổ vũ cho Sengoku này anh em này. Team chính của Soobin Hoàng Sơn hơn team chính của Barrowan là 1.700.000 lực chiến anh em ạ. Tầm 1.700.000-1.800.000 lực chiến này. Nhưng mà Sengoku vẫn quá trâu. Ui dồi ôi, chiếc tí nó vả cách kìa. Gần chết kìa. Ui dồi. Ui dồi, Sengoku kìa. Sengoku phản sát thương kìa. Hình như vừa rồi là 1.000.000 phản sát thương đến từ Sengoku anh em ạ. Shiki mất gần hết máu rồi. Căng thật sự. Shiki vừa đấy là gần chết, gần như là chết ngay lập tức. Đến từ các cái nội tại ăn cắp và phản sát thương của Sengoku này. Úi dồi ôi, Sengoku gần chết. Nhưng mà Sengoku có nội tại miễn tử anh em nhá. Miễn tử về 1 HP này. Cái này là còn khó chịu cực kỳ luôn đấy. Cái này khó chịu hơn hồi sinh đấy. Vừa có miễn tử vừa có hồi sinh này. Sengoku vừa có miễn tử vừa có hồi sinh ạ. Kinh thế nhỉ. Ảo thật đấy. Một con tướng siêu lỗi anh em ạ. Vừa có miễn tử vừa có hồi sinh thì ai chơi với Sengoku nữa. Thật sự. Đây là thua được chiến đấy nhá. Thua được chiến quá nhiều đấy. 1.700.000 được chiến. Mà Sengoku vẫn đang đứng vững này được chưa. Kinh thế nhỉ. Lại còn có cả miễn nhiễm với điều khiển ở bên trên đầu kìa. Sợ quá anh em ạ. Này phải Sengoku nói là Sengoku là tướng lỗi nhá. Tôi khẳng định anh em là Sengoku là tướng lỗi luôn. Quá khỏe. Quá khỏe đến từ bác dài Sengoku này. Úi xồi, Sen búp hà. Sen búp hà nhá. Hồi sinh này. Đấy nhìn thấy hồi sinh 100 HP luôn. Búp ngay tượng Phật vàng luôn nhá. Nội tại búp hà cho mình luôn anh em nhá. Búp hà. Vẫn cực kỳ trâu này. Úi giời ơi, Sengoku ơi, khỏe như thế này thì ai chơi lại được. Dã man thật sự đấy. Con tướng hải quân và cũng như con tướng đáng chơi nhất mà tôi nhìn thấy sau Yang Li này. Thật sự luôn, bây giờ mới chết này. Số lượng sát thương quá khủng đến từ Shiki này anh em này. Số lượng sát thương quá khủng đến từ anh giai Shiki này. Ờ nhá, Yang Li chúng ta vẫn là siêu tướng, vẫn dẫy được quả 5.500.000 này. Vẫn nên kích được quả 1.500.000 này. Ui giỏi rồi. Mà thôi, cái kết vẫn là cái kết cho bác dài Yang Li chúng ta nhá. Cho chú dài Yang Li này. Một đấm. Mika vẫn quá khỏe anh em ạ. Mika vẫn cứ là cái gì đó mà. Quá dị. Shiki bé đi đâu. Úi giời ơi, Shiki của tôi. Đây 11.000.000 đến từ Sengoku này. Tanh phải nói là quá trâu. Được chưa? Quá khủng. Yang Li này vẫn 21.000.000 này. Đây chưa? Anh em nhìn chưa? 24.000.000 đến từ Sengoku này. 24.000.000 đam đến từ Sengoku này. Kinh thật sự luôn ấy. Sengoku vừa đam to vừa trâu. Đây tiếp theo. Cái server này là server chuyên lấy Sengoku này rồi. Pharao đấy nhá. Người chơi Pharao sở hữu thủy sư đô đốc Sengoku nhưng mà chưa có kỹ năng SP này. Ép thân thể các thứ này. Lên kích xuyên thấu này. Trời full bộ hiệu mặt trời và đam này. Nhưng mà chưa có kỹ năng SP anh em nhá. Chưa có kỹ năng SP VS với người chơi Lu anh em ơi. 3.390.000 sở hữu bố và Yang Li các thứ này. Bố chưa có kỹ năng SP này. Yang Li quá kỹ năng SP này. Chúng ta phải xem ngay lập tức cái kèo này nhá. Lực chiến này 344 33 399 3992 1 2 team phụ mạnh hơn. Team phụ và Pharao mạnh hơn. Để xem Yang Li không cánh được à. Mà Yang Li này vẫn hơi yếu. Lực chiến này vẫn hơi thấp nên một mình Yang Li vẫn chưa cánh được anh em ạ. Pharao ở bên tay trái bạn nhỏ, còn Lu ở bên tay phải bạn nhỏ của chúng ta nhá. Ui Pharao sở hữu nhiều con tướng dị nhỉ. Kít sắt vụn luôn này. Mà team phụ của Pharao được chiến nó mạnh hơn anh em ạ. Anh em nhớ like và đăng ký kênh của Minh Cần nhá để xem tất cả các kèo hấp dẫn của tất cả các server Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hàn Xẻng. Lưu nhá. Ngày mai ngày kia tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ gửi đến cho anh em các kèo đấu hấp dẫn ở server Việt Nam nữa nhá. Ngày mai ngày kia là ngày kia.
tôi có thời gian rảnh tôi sẽ live stream để tổng hợp lại tất cả các không, ngày mai tôi chưa live stream được, ngày kia cách đây 3 ngày nữa, 3 ngày sau tôi sẽ live stream tổng hợp. Có thể tôi sẽ làm clip và tôi sẽ live stream tổng hợp tất cả các kèo đấu hay ở trong Việt Nam nhá. Này anh em đừng quên một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho anh Kiều. Cảm ơn anh em cực kỳ nhiều. Đây nhá, Luffy Wano cho anh em là cho anh em dân cày Việt Nam nhớ theo, nhớ xem đừng có mà tua và ai đừng anh hỏi anh ơi con này như nào, này như kia đây. Ở trong trận chiến này anh em xem thực chiến luôn đi. Xem thực chiến và phân tích sức mạnh của chúng nó luôn đi. Này, Luffy Wano đây này, Katakuri của anh em đây này, được chưa? Vẫn còn xuất hiện trong các trận đấu đỉnh cao này. Chứ đừng bảo là ao meta với tổng nhá. Đánh PvP vẫn nguyên cửa luôn, vẫn nguyên meta luôn ạ. Còn Wano Luffy là rất khuyên cho anh em nông dân dân cày chơi này. Anh em nông dân dân cày xem được clip của anh Kiều thì nhớ mà chơi những con này nhá. Kit sát vụ này, sợ chưa? Kit ve chai kết hợp với cả Zoroema. Đây toàn mang mũ rơm, có mỗi kit sát vụ lạc lạc loài vào. Hai phiên bản Luffy, hai phiên bản Zoro là giờ mình mới để ý này. Luffy Wano thức tỉnh Gear 4 và Zoro Wano thức tỉnh Ema kìa, kinh thế nhỉ. Đây team phụ của team phụ 2 của người chơi Lu 4, Lu 4, Luffy Gear 4 này. Ôi giời, Odenochikara Misete Ajiro, Imisete Ajiro, Banku Pfizer. Bao nhiêu? Úi giời ơi, 112k. Đến từ em dài Wano, Luffy Zoro Kim Cương này nè. Nhiều anh em hỏi mình là anh ơi con Zoro Zoro Kim Cương với con Wano Luffy con nào đáng chơi hơn hả anh? Thì hai con mình đánh giá 19, 10 anh em ạ. Nếu mà anh em muốn team anh em thiếu đam thì anh em có thể bổ sung Wano Luffy, nhưng mà Wano Luffy bắt buộc phải kết hợp với Crocus hoặc là Ivankov nha. Còn đâu con Zoro thì cho anh em nào team thiếu tanh. Còn Zoro thì không cần phải kết hợp với cả không cần thiết phải kết hợp với con còn những con tướng hồi sinh như kiểu Ivankov và con Crocus anh em ạ. Vì con Luffy Wano nó rất cần hồi sinh để nó về trạng thái thấp máu, nó đấm sát thương cực kỳ châu bò, được chưa? Quá đau diều. Santorio Ogi kinh người công người căn này. Đây team chính của người chơi Lufo này, thầy Yang Rayli thiếu 4 điểm kỹ năng HP này. Con đờ là gần Kaido cũng hơn chục điểm kỹ năng HP rồi. Úi giời, Kuma này, bố này. Rồi dọn dẹp, dọn rác nhanh nhỉ. Team chính dọn rác nhanh thế. Kaido 1.2 triệu. Đây nhá, team phụ đây. Yang Rayli để team phụ đây, chiếu kỹ năng HP 11 sao cho biết. Yang Rayli mới có 9 sao thôi ạ. Ê ui, sợ nhỉ. Yang Rayli vào vút quả mới có nhiều, tôi nhìn rõ. Nhìn rõ là 5 anh em bạn, 6 triệu 1 thì phải. Kinh thế nhỉ. Băng của Vizer. Bố. Úi giời ôi, vẫn là bố anh em ạ. Quá đẹp, những con tướng UR càng về sau làm chiêu ulti càng đẹp anh em ạ. Anh Gia Jimbe này, bố này. Và cần đấy nhất là Sengoku này. Úi giời, anh em nhớ nhịn vé để đợi kèo xanh và Roger nhá. Tôi nghĩ là sắp già đấy. Rồi, một like và một đăng ký kênh để ủng hộ bác dài Sengoku chưa có kỹ năng SP mới 11 sao này anh em ơi, để xem bác ấy thể hiện thế nào nhá. Sengoku này, cựu thủy sư đô đốc Sengoku vừa vào với một lớp giáp cực kỳ dày này. Một lớp giáp cực kỳ dày. Bây giờ anh em có thể comment cho giúp tôi xuống giúp Minh Kiều dưới comment là anh em dự đoán xem con tướng Hải quân tiếp theo ra con gì không. Bây giờ mới khó dự đoán đây này. Bây giờ chính thức mới khó dự đoán này, ra toàn huyền thoại giáp Sengoku này. Bây giờ không biết ra con gì này. Để xem cái khả năng tiên đoán của anh em có bằng tôi không. Headwood review. Như cho những anh em nào theo dõi kênh của Minh Kiều đấy, đã like và đăng ký kênh của Minh Kiều đấy. Úi giời, từ từ để xem các bạn này nhá. Ui 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 ui. Úi giời ơi, trường đang HP nhá. Quá đẹp mặt đến từ bác dài. Ui giời ơi, Sengoku ơi, đẹp thế hả bác ơi. Kinh thế nhỉ.
lại có kèo là anh em nào quên mà không đăng ký kênh cũng như quên không like cho Minh Cường thì sẽ không được, không thể theo dõi được những tin tức quan trọng như đợt vừa rồi tôi có spoil là cái sự kiện 65 tướng sẽ trở lại Việt Nam trong tháng 4 đấy, chậm nhất là tháng 4, thế mà nó lại ra ngay trong tuần ạ. Tôi dự đoán trước đó là 2 tuần đấy. Anh em nào không theo dõi được thì là chót xả vé thì đúng là thọt nặng luôn. Thọt nặng với con game này luôn đấy nhá. Hai con tướng 9 sao 11.000 răn tím. Được chưa? Hai con 6 sao, hai con 5 sao. 10 mảnh 10 vé chưa mỗi như ý. Ôi dồi ôi. Thọt một đống tiền luôn anh em ạ. Kinh tê. Chắc chắn sự kiện 65 tướng nó còn trở lại nhá. Anh em lên tích vé lại mà không nên xả bừa bãi này. Phải nói là kèo Sengoku này chúng ta chỉ dừng lại ở mức mãn nhãn thôi nhá. Vẫn chưa gọi là mức khủng, được chưa? Muốn khủng phải xem quả kèo của Alone và Silencer sắp tới đây này, được chưa? Nên là không đăng ký kênh của Minh Cường và không like cho Minh Cường thì không thể có quả kèo đấy cho anh em xem được. Và dưới chất bình luận gọi là khắc nghiệt, gọi là kinh điển của anh Cường thì trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn này. Úi dồi ôi. Nhàng đi, chúng ta vẫn đang chống trả một cách mãnh liệt. Hiền Nam này, ôi nàng Yangeli khỏe lắm đấy anh em ạ. Muốn bế Yangeli đi á, hẹp cứ lên hai ai. Úi xoài ôi. Quả đôi vú hơi to nhá, đôi véo hơi to đấy. Hiền Nam. Úi giời, Hiền Nam xử đẹp rồi. Pharao, người chơi Pharao. Sengoku chưa có năng SP, chưa thể hiện được nhiều. Ok. Quả kèo hôm nay là cực kỳ hấp dẫn rồi anh em ạ. Anh em thấy clip của Minh Kiều không có hay thì cho Minh Kiều xin một like và đăng ký kênh của Minh Kiều nhá. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn lại gặp lại anh em vào quả kèo Alone và Silencer để chúng ta cùng theo dõi Sengoku thực sự anh em nhá. Ok, chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ.